Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Những bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn ấn vào phần đăng ký kênh màu đỏ ở đây cho lâm Sau đó các bạn ấn vào phần hình quả chuông ở bên tay phải màn hình nhá Rồi nhấn vào ô tất cả để chờ đợi những thông báo mới nhất từ video của mình Ngày hôm nay thì Lâm tiếp tục hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn về cách kiếm tiền ở trên cái ứng dụng VLDC. Ngoài ra thì đối với bạn nào mà chưa đăng ký cái tài khoản VLDC ấy, thì khi các bạn đăng ký thành công thì các bạn sẽ nhận được là 200.000 hoàn toàn là miễn phí ở trên cái ứng dụng này nhá thì hiện tại đối với những bạn nào mà đã tham gia kiếm tiền online thì các bạn nên tạo cho lâm một cái ví điện tử của tên là vldc như cái ứng dụng ngày hôm nay lâm chia sẻ cho các bạn bởi vì khi mà các bạn kiếm được những cái đồng tiền điện tử giả sử như là blb này ltc hoặc là trx ấy, các bạn muốn rút về thẻ ngân hàng của các bạn thì các bạn có thể chuyển lên cái ví vldc này để các bạn có thể bán sau đó các bạn có thể rút về thẻ ngân hàng của các bạn nhé thì đây là một cái ví điện tử rất là hữu dụng này Ở đây thì các bạn có thể kiếm tiền Ngoài ra thì các bạn có thể là trao đổi mua bán quay ở trên này đấy Rất là thuận tiện dành cho những bạn nào mà tham gia kiếm tiền online Nên là các bạn cần phải tạo cho Lâm một cái ví điện tử như vậy Rồi bây giờ Lâm sẽ vào hướng dẫn các bạn là cách thức đăng ký, cách kiếm tiền Ngoài ra đối với bạn mới thì khi các bạn đăng ký thành công Các bạn sẽ nhận được 200.000 hoàn toàn là miễn phí nhá Rồi cái đường link đăng ký thì Lâm sẽ để dưới phần mô tả của video này đây các bạn có thể thấy này Nhận phần thưởng lên tới là 200.000 VLDC Thì một cái đồng VLDC này thì tương ứng với là 1.000 Thì 200 cái đồng VLDC này thì tương ứng với là 200.000 nhá Ở đây các bạn có thể để ý này Các bạn có thể tạo tài khoản cho Lâm này sau đó các bạn tải ứng dụng và xác thực uh, tài khoản này, sau đó các bạn sẽ nhận quà từ VLDC và cách đăng ký tài khoản của nó thì rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ nhập cho mình họ và tên của các bạn vào đây. Họ và tên này phải trùng với chứng minh thư nhân dân của các bạn nhá. Đó, họ và tên phải trùng với chứng minh thư nhân dân thì các bạn nhập cho mình. Giả sử như tên của bạn là gì, các bạn sẽ nhập ra đây cho Lâm này. Đó. Tên thật của bạn ấy để khi các bạn sang minh thì nó rất là đơn giản thôi. Rồi sau khi các bạn nhập tên của các bạn xong, các bạn sẽ nhập cho mình cái số điện thoại hoặc là Gmail của các bạn để các bạn có thể liên kết với cái ví VLDC này nhá. Giả sử như các bạn nhập số điện thoại cũng được này, nó sẽ thuận tiện hơn để khi mà các bạn đăng nhập các thứ ấy. Rồi các bạn sẽ điền cho Lâm cái số điện thoại của bạn vào đây, rồi đến cái phần mật khẩu này. Cái mật khẩu này là cái quan trọng nhất các bạn nhá. Thì các bạn sẽ điền cho Lâm cái mật khẩu này, bao gồm số này, chữ cái viết hoa và ký tự đặc biệt giả sử như là hoàng đức lâm hoặc là lâm chẳng hạn đây lâm này đó lâm một hai ba bốn năm sáu chẳng hạn sau đó các bạn thêm cho lâm cái từ a còng vào nhá để mật khẩu của bạn làm sao nó bảo mật nhất có thể nhá rồi các bạn sẽ ấn vào phần tích ở đây để các bạn có thể đồng ý với tất cả các điều khoản sau đó các bạn ấn vào phần đăng ký này và sau khi đăng ký thành công nó sẽ gửi một cái tin nhắn về số điện thoại hoặc là cái Gmail mà các bạn đã điền vào đây này. Đó nó sẽ gửi một cái tin nhắn về để các bạn có thể verify nhá. Và sau khi verify thành công đến cái bước thứ hai đó là các bạn sẽ tải cái ứng dụng này về. Nó sẽ có một cái phần tải ứng dụng nhá. Đây giả sử Lâm sẽ lên CH Play này. Các bạn lên CH Play cho Lâm này. Đó, à, các bạn khi đăng ký thành công thì nó sẽ có một cái link tải luôn BLDC luôn đây này. Đó, đây là cái ứng dụng này và các bạn sẽ cài đặt cái ứng dụng này về cho lâm nhé thì hiện tại lâm đã cài đặt rồi thì bây giờ mình lâm sẽ đăng nhập vào cái tài khoản lâm sẽ hướng dẫn các bạn là cách để các bạn có thể xác thực tài khoản và các bạn có thể kiếm tiền ở trên cái ứng dụng này nhé rồi bây giờ lâm sẽ đăng nhập vào cái tài khoản sau khi các bạn cài đặt ứng dụng xong, các bạn mở ứng dụng lên và các bạn đăng nhập vào cái tài khoản mà các bạn đã đăng ký thành công thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Thì đối với bạn nào mà mới đăng ký tài khoản thành công thì cái số dư của bạn ở đây thì nó sẽ hiện là 0 VLDC nhá. Thì bây giờ Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là cách để các bạn có thể nhận được 200.000 cái đồng VLDC hoàn toàn là miễn phí ở trên cái ứng dụng này. Các bạn ấn vào phần dấu ba gạch ở đây cho Lâm này. Khi mà các bạn ấn vào phần dấu ba gạch, các bạn sẽ kéo xuống ở bên dưới này cho mình. Ở bên dưới này nó sẽ có một cái phần đó là xác thực tài khoản KIC ở đây. Các bạn sẽ ấn phần xác thực tài khoản đây cho Lâm nhá. Ở cái phần xác thực tài khoản này thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần điền cho Lâm này, chứng minh thư của bạn điền tên của bạn này, số chứng minh thư này, ngày tháng năm sinh, giới tính, rồi các bạn ấn vào phần mục tiếp theo cho Lâm. Đến cái bước thứ hai là cái bước quan trọng nhất, các bạn sẽ chụp cho Lâm này mặt trước cái ảnh chứng minh thư của bạn, sau đó đến mặt sau cái ảnh chứng minh thư nhá. Rồi đến một phần nữa đó là các bạn sẽ chụp khuôn mặt của các bạn cầm với cái ảnh chứng minh thư, sau đó các bạn gửi những cái hình ảnh đó lên là các bạn có thể xác thực thành công được cái tài khoản của các bạn nhá và nó sẽ xử lý cho các bạn trong vòng là 24 giờ và sau khi mà kiểu như là cái ứng dụng nó xét duyệt và nó KIC thành công cho các bạn thì nó sẽ hiện lên một cái phần tích ở đây này như vậy là cái tài khoản của bạn đã được xác thực thành công nhá. Nên nhớ là khi các bạn phải xác thực thành công được cái tài khoản thì các bạn mới có thể rút được những cái đồng tiền điện tử từ ví khác về ví VLDC của bạn. Sau đó các bạn các bạn mới có thể rút về thẻ ngân hàng. Còn đối với tài khoản của bạn nào mà chưa xác thực thì các bạn sẽ không bao giờ rút được thẻ về thẻ ngân hàng của các bạn đâu nhá. Nên nhớ lên là các bạn cần phải xác thực cho Lâm cái tài khoản của bạn thì các bạn mới có thể rút về thẻ ngân hàng. Và sau khi các bạn xác thực thành công thì các bạn sẽ nhận được là 200 200.000 cái đồng VLDC ở đây này. Và 200.000 này có rất là nhiều bạn có hỏi Lâm là 200.000 đó có rút được hay không Thì ở 200.000 này thì Lâm đã trả lời các bạn là ở đây là trong vòng 12 tháng nhá Trong vòng 12 tháng thì các bạn mới có thể rút được và khi các bạn nhận được thì các bạn sẽ được nhận lãi hàng ngày từ 200.000 này Và cái số lãi đó là các bạn có thể rút được còn 200 nghìn này thì nó sẽ giữ của bạn trong vòng 12 tháng và sau 12 tháng thì nó sẽ trả cho các bạn và các bạn có thể rút tiền bình thường hoặc là các bạn có thể mua những cái đồng coin mà các bạn thích ở trên cái trang web ở, trên cái ứng dụng này nhá. Lâm cứ nhầm về trang web. Rồi thì cách kiếm tiền ở trên cái ứng dụng này như thế nào? Ở trên cái ứng dụng này có rất là nhiều cách để giúp các bạn có thể kiếm tiền và hiện tại ứng dụng này đang đang cho các bạn một cái phần quà là mỗi ngày các bạn sẽ nhận một cái phần quà đây này. Các bạn ở nó phần hộp quà ở đây cho Lâm này ở đây các bạn có thể nhận được những cái đồng coin miễn phí ở đây nhá giả sử như các bạn sẽ chọn một tấm ở đây chẳng hạn đây lâm sẽ chọn một tấm ở đây sau đó lâm sẽ vuốt nó lên xem, xem lâm nhận được cái gì đây rồi lâm lại nhận được một cái đồng ats này mình sợ nó phần tiếp tục nhá mình lại chọn một tiếp này và mỗi ngày các bạn sẽ nhận được một lần thôi rồi lâm nhận được một cái đồng uh, vidb này đó cái đồng này đang có giá trị nhá lâm xem nó giá là bao nhiêu này lâm sẽ quay ra này cái đồng này đang có giá là các bạn có thể thấy đây Đang có giá là 11.954 đồng Đấy Lâm vừa nhận được cái đồng đấy Và càng nhận được nhiều cái đồng đấy thì mình càng được nhiều tiền nhá Và mỗi ngày các bạn vào đây thì nó sẽ cho các bạn nhận một lần miễn phí ở đây nhá Ngoài ra ở đây thì các bạn có thể mua bán những cái đồng coi mà các bạn muốn Giả sử như các bạn thấy cái đồng coi nào mà nó giảm xuống Thì các bạn có thể mua vào nhá Và sau khi các bạn đợi nó lên giá thì các bạn có thể bán ở đây cho Lâm này các bạn sẽ ở phần uh, dấu Quy đổi đây cho Lâm này để các bạn có thể mua nhá Mà cách mua ở đây rất là đơn giản thôi đó Giả sử như các bạn chọn một cái đồng tiền điện tử mà các bạn cần mua ở đây đi Đây giả sử như cái đồng USDT hoặc là đồng Đây đồng 3 mi này chẳng hạn Đó và hiện tại có rất là nhiều đồng như các bạn có thể thấy đây đó, Đây giả sử các bạn muốn mua cái đồng BLB này chẳng hạn này Rồi các bạn sẽ ở phần Mark này Giả sử như Lâm muốn mua ở đây là Không đây là cái phần mà quy đổi rồi Đây Lâm muốn mua cái đồng mà BLB Đây nhá Các bạn kéo xuống đây BLB này Hiện tại tổng số dư của Lâm đang có là hơn 10, 14 triệu này Lâm sẽ ấn phần Mark này hơn 14 triệu thì Lâm sẽ nhận được là 1,54 đồng BLB Và sau khi giả sử như Lâm mua Sau khi mà đợi lên giá chẳng hạn mình lãi tầm vài trăm nghìn Thì mình lại ấn vào phần quy đổi Mình sẽ chọn ở đây là BLB này Để mình có thể quy đổi ra thôi Rất là đơn giản thôi nhá Mình sẽ chọn bên trên này là BLB và chọn bên dưới là VLDC sau đó mình lại ấn phần mắc để mình có thể quy đổi cái số BLB mà các bạn kiếm được rồi các bạn có thể rút về thẻ ngân hàng của các bạn nhé ngoài ra thì các bạn có thể rút những cái đồng tiền điện tử mà các bạn kiếm được ở trong những trang web hoặc là trên những cái ứng dụng mà các bạn kiếm được giả sử như đối với bạn nào mà kiếm cái đồng tiền ích này chẳng hạn này đây các bạn có thể ấn vào đây các bạn sẽ sao chép cái địa chỉ ví này các bạn sẽ chuyển sang ví forecast pay của bạn ấy như lâm đã hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền trên ví forecast pay rút về ví forecast rồi phải không các bạn sao chép cái địa chỉ này, sau đó các bạn gửi lên đây để các bạn có thể bán những cái đồng coin này, sau đó các bạn quy ra cái đồng VLDC ở đây này. Rồi các bạn có thể rút về thẻ ngân hàng của các bạn nhé. Và cách bán về thẻ ngân hàng như thế nào? Đây các bạn có thể kéo xuống ở bên dưới này cho Lâm này. Đây các bạn có thể ở nó phần bán về bán VLDC này. các bạn ở phần bán VLDC rất là đơn giản thôi Ở đây thì các bạn có thể bán trên cái ứng dụng này nha Bán luôn cho ứng dụng Hoặc là các bạn có thể bán qua đối tác kinh doanh ở đây này các bạn sẽ chọn một người bất kỳ chẳng hạn Đây các bạn sẽ chọn một người bất kỳ ở đây Có rất là nhiều người này Đây đó, các đối tác này Đây các bạn phải cầm nhật số lượng bán nhé Giả sử mình sẽ nhập 14 đây này Nhập cái phương thức thanh toán này Sau đó nhập người ở đây ở Trong này nó sẽ hiện lên những người mua ở đây Để các bạn sẽ chọn, chọn cho Lâm nhá Để các bạn có thể bán Điều đầu tiên muốn bán được thì các bạn cần phải thêm cho Lâm Cái tài khoản ngân hàng của các bạn vào đây này Đây nó sẽ có cái mục là thêm tài khoản ngân hàng nhá Nhiều bạn không để ý đây các bạn ở nó phần mục dấu ba gạch ở đây cho lâm này, Đó, ở nó phần mục dấu ba gạch ở đây cho lâm nhá. các bạn sẽ thêm cho lâm cái tài khoản ngân hàng của bạn là gì vào đây này. giả sử nha các bạn mà dùng việt này, Vietcombank hay là agz banh thì các bạn thêm vào đây cho lâm. và sau khi các bạn thêm rồi thì các bạn có thể là mua bán trực tiếp ở trên cái ví điện tử này nhá. ở đây thì các bạn ngoài ra thì các bạn cũng có thể là lạp tiền vào đây để các bạn có thể mua những cái đồng coin nhá. các bạn có thể ở nó phần mua này, mua VLDC này, ở nó phần mua này để các bạn có thể mua nhá. Rồi các bạn muốn nhập, giả sử các bạn muốn mua là một triệu cái đồng VLDC này thì nó sẽ tương ứng với là một triệu Việt Nam đồng. Đấy cách thức của nó rất là đơn giản thôi. Sau đó các bạn chọn vào phương thức thanh toán này ở phần mua các bạn sẽ chuyển tiền cho người ta này và cái phần à, kiểu như ghi chú thì các bạn sẽ sao chép đây và gửi cho người ta thôi. Và cách mua của nó rất là đơn giản, hầu như là bạn nào cũng có thể làm được. Thì đây là một cái ứng dụng giúp các bạn có thể trao đổi cũng như là mua bán những cái đồng tiền điện tử. Thì đối với bạn nào mà đã tham gia kiếm tiền online, kiếm tiền điện tử thì các bạn cần nên tạo cho Lâm một cái ví như này. Để khi mà các bạn kiếm được những cái đồng tiền điện tử đó, các bạn không muốn bán cho người khác thì các bạn có thể rút lên đây và các bạn có thể bán và quy đổi rút về thẻ ngân hàng cho Lâm nhá Và khi các bạn rút tiền từ đây về thẻ ngân hàng ấy, chỉ trong vòng 30 giây đến 1 phút thôi là tiền nó sẽ về cái tài khoản ngân hàng của các bạn. Như các bạn có thể để ý này, Lâm đang có là 14 triệu ở trên này nhá và hàng ngày lâm sẽ vào đây nhận nãi các bạn ạ ở trong cái ứng dụng này nó có một cái hình thức rất là hay ở đây là các bạn có thể nhận nãi hàng ngày đây mình sẽ ấn phần dấu ba gạch ở đây cho các bạn thấy, có thể đấy này đây các bạn có thể thấy nhá giả sử nha hàng ngày lâm sẽ nhận nãi đây đây lâm có thể cho các bạn đây hàng ngày này giả sử lâm đang có 14 triệu hàng ngày lâm sẽ nhận được là 64.000 tiền nãi này đó 64.000 tiền nãi từ cái 14 triệu này của Lâm nhá Đấy rất là hay ở trên cái ứng dụng này Ở đây thì nó bảo mật rất là cao nên là các bạn có thể yên tâm cho Lâm Ở đây thì Lâm toàn dùng cái ví này để Lâm có thể trao đổi Cũng như là mua bán những cái đồng tiền điện tử ở trên cái ứng dụng này nhá thì trên đây là cái video ngày hôm nay Lâm chia sẻ cho các bạn giúp các bạn có thể kiếm được tiền ở trên cái ứng dụng này. Ngoài ra khi bạn nào mà chưa đăng ký tài khoản ấy, các bạn đăng ký thành công cái tài khoản thì các bạn sẽ nhận được 200 nghìn hoàn toàn là miễn phí ở trên cái ứng dụng này nhá. Thì bạn nào mà không biết cách tạo tài khoản ví VLDC thì các bạn có thể liên hệ với Lâm, Lâm sẽ hướng dẫn các bạn là cách tạo ví VLDC này nhá. Thì video của Lâm kết thúc ở đây, bây giờ Lâm sẽ sang quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất. Bây giờ Lâm sẽ quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhá. Thì bạn nào muốn tham gia event của Lâm các bạn nhớ để lại cho mình này. Số like kèm theo số điện thoại nhà mạng Việt theo Villa của Momo cho mình. Thì video đợt trước của Lâm có 127 comment. Bây giờ Lâm sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất đây. Xem bạn nào nhá. Xin chúc mừng bạn cảnh Nguyễn này số điện thoại là Momo thì sau cái video này Lâm sẽ gửi một phần quà qua số điện thoại cho bạn. Thì video của Lâm kết thúc ở đây. Các bạn cảm thấy video của Lâm hay, Nhớ like cũng như đăng ký kênh giúp Lâm nhé. Xin chào tất cả các bạn.